7 tuổi, thành ra em qua Mỹ hơi sớm. Được mũm mĩm là nhờ qua Mỹ. Em đến Mỹ thi là được 28 tuổi, vòng 1, 90, vòng 2, 60, vòng 3, 90. Một tràng pháo tay. Kế đến là Next Generation, là hai cháu ái nữ của anh Tuấn Anh và chị Mai Mai. Đây là Phượng Cá, vòng 1, 90, vòng 2, 60 và vòng 3, 95. Kế đến là ái nữ út của anh Tuấn Anh và chị Mai Mai, Kalina. Kalina làm ở MD Anderson, rất là giỏi. Vòng 1, 90, vòng 2, 58, vòng 3, 90. Xin cảm ơn. Two generation. Còn ai nữa mà cho chung